anh cầm tướng nữ bất kỳ rồi nói lái em không anh ơi. What the hell? Bạn, một ý tưởng nhất chi là thăm lọ. Quất thôi. shopjogame.com uy tín, chất lượng, phục vụ nhiệt tình. Mua nick mà không vào shopjogame.com thì còn đi đâu nữa hả anh em ơi? Vâng, hello. Xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của Jogame. Hôm nay mình tiếp tục làm theo cái ý tưởng đập dị khắp lọ của anh em thôi. Trời ơi, mình sẽ cầm con Violet nha. Cho nó phê, nó đẹp. Ý, chặt luôn cho nó nóng anh em ạ. Vào phát là chặt luôn. Ok ok. Anh muốn lấy em không? Trời ơi. Ê, xem nào, chăm bạn có phản ứng gì không nhỉ? Ui dồi ôi, nhanh ơi. Râm tặc này. Ok, có cái ông Nacrus quá lắm rồi. Ngành nê gọi là. Hợp lý anh em ạ. Đấy, ý tưởng là khắp lọ là biết liền mà. Ê. Gắt ngay em ơi. Dồn nữa anh đầy cơ cả. Có anh này đụ buổi. Ui. Ôi gặp cả một đám mấy anh gọi là râm tặc rồi anh em ơi. Ngu người ạ. What the fuck? Anh là phục vụ đây. Rồi ôi. Căng thật sự anh em ạ. Gặp ngay cả phục thủ rồi. Căng thật. Ghê ấy. Mấy anh ghê đấy. Căng thật sự anh em ơi. Chặt tiếp cả kiện tiếp mấy. Mấy anh đủ tuổi chưa nè? Mấy anh đủ tuổi chưa vậy? Trời ơi. Zip tổng vãi ạ. Ngu người em ơi. Zip tẩm vãi luôn. Hợp lý. Ui dồi ôi. Nacrus đi ganh bị chúng nó bóp chim luôn rồi. Này thì dâm tặc này. Rồi em. Thế là mình hiểu rồi. John đứng chát để Nacrus chết. Thế là trời ơi. Ôi ôi phê ngay. Ủa, hàng về em ơi. Hàng về. Đây rồi. Em đi đâu về? Mà cứ đầy răng. Ủa chạy mất rồi. Đéo. Không chê anh đéo. Mèo lên xe anh đèo ạ. Căng thế. Ok. Lên xe anh đèo liền. Đấy ra đây xem anh đèo được không nhá. Đây ơi. Anh làm gì á? Chết luôn. Ôi. Nó không bật ulti là nó chết về vô rồi đấy anh em ạ. Ok. Tham tiếp. Hàng về liền. Trời ơi. Anh John bao nhiêu tuổi rồi? Cả khịa thế anh em ạ. Thằng John nó chát lại nhiều là mình phải móc thông tin liền em ơi. Tí nữa mình sẽ trêu mình 25 tuổi à. Đấy, xem là các bạn phản ứng như nào nhá. Mà 25 tuổi đủ già đấy anh em. Theo như các bạn ở đây thì là 25 tuổi đủ già chưa? 19 tuổi ạ. gắt liền anh em ơi. 19 tuổi luôn ạ. Lớn nè. Căng thật sự anh em ơi. Ok. 19 tuổi luôn. Căng thật sự là căng luôn anh em ạ. Rồi. Ở đây có hàng này anh em ơi. Chào dí tí. Nhỏ thôi không nó nghe thấy anh em ạ. Rồi. Thủ đây. Ê, thằng này nó nhìn thấy mình chưa ta? Thế mình lại đi gánh chỗ khác em ạ. Lên trên. Lên trên là đang có rất nhiều vụ ẩu đả mình chưa tham gia được. Anh sinh 52k. Gạt đấy. Gạt thôi. Ôi chết rồi, chết hết rồi các bạn ơi. Từ. Mình còn chưa kịp lên ganh mà. Từ cho coi nó như đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải cái thằng AD bên kia. Kêu đủ thừa đủ rồi. Anh xin 52k từ từ. Ôi hàng về đây. Ui từ gác hết mọi chuyện lại để ăn hàng nè. Anh ơi. Ôi ơi, sao em rồi? Chết luôn. Chết rồi đi em. Em ké gì đấy? Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ chat tiếp. Cả thì thằng John ế. Anh John giết em. Trời ơi. Sao anh John lại giết em? Chán anh John đi. Trời ơi. MK6 à. Nacrus chắc MK6 luôn ạ. 2K6 à. Căng ế. Em lớn tuổi ghê nha. Có OKK vãi đái à. Mẹ dành
hai thằng đè mình ra nó hiếp, mà bây giờ nó bảo có đâu ạ. Thằng này ăn không nói có rồi. À nhầm, ăn có đấy không rồi. Chết thật, không thể tin tưởng vào mẹ mấy ông thanh niên ngày nay được rồi. Ngủ người em ơi. Đấy, tham rồi, gánh tiếp anh em ơi. Cho bọn nó biết thế nào là ro game anh em ạ. Trời ơi, ăn về. À, lên về đi nhầm. Em bao nhiêu tuổi rồi ạ? Gắt đấy, gắt đấy. Em 25 tuổi rồi. Em 25 tuổi ạ. Nghe cái rốt cá sấu ai hỏi mày? Hỏi tao này. Ngủ người. Em 25 tuổi rồi. Anh thấy con chén được không? Vào chén đi. Anh lái máy bay không anh? Ngủ người anh, thằng về. Em đi đâu vậy? Ui, ui rồi, ui, không đến nơi ạ. Chán ê, thế thì mày phải ở lại. Đồng đội mày về thì mày phải ở lại nhá. Chạy đi đâu ha, con sâu này, chết đi. Ok rồi, báo rồi anh em ơi. Thằng về, gánh tiếp này. Mà hồi nó lùi mất rồi, ăn rừng tiếp anh em ạ. Đấy, nó lấy lại sự tôn nghiêm của bản thân ngay, bá ngại ngay anh em ơi. Đây rồi. Anh em cứ từ từ thôi. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà nó lại quàng phải dây. Được đây rồi. Anh em đâu? Từ từ ăn dạo gì chi. Mình lừa đây, mình phải ra đây farm lính ra. Không bọn này nó đẩy vào trụ. Anh ơi, ghế đi. Anh cục sốc ghê. Anh nhìn thấy em xinh đẹp phơi phới như này mà anh định vào anh húp luôn cả trong trụ à. Anh được đấy. Vào đây em bắn cho vỡ chim nhá. Mẹ hai tay hai súng cái này không bắn cho anh vỡ chim mới lạ đấy. Đấy, 25 tuổi có già không mấy anh? Có già quá không ạ? À? Đấy, 25 tuổi có già quá không ạ? À? Đấy, để xem nào, mấy anh hai phản ứng kiểu gì đây? Gặp mẹ mấy thanh niên vui tính mà vào chắp như điên ngay. Không có, dồn ạ. Thằng râm dôn tặc này. Rồi mẹ gọi là râm tặc luôn anh em ạ. Ngủ người. Ok liền. Đây rồi. Anh gọi em là cô nhé. Trời ơi buồn thế. Sao lại anh gọi em là cô nhé? Ui hàng này anh em ơi. Dạo gì chi? Dịch ơi. Em đi đâu về? Mà cứ đầy răng. Chết đi em, ui, đéo chết đi em ơi, thằng này nó hên thế. À đấy, chết rồi. Này thì hên với cụ này. Anh bướm gì mà lao ghê thế. Hàng về. Em xin nhá. Thơm thịt quá mấy anh ơi. Bắn nó tí được triple kill luôn này. Ôi, hàng. Qua đã kill liền. Ngu người. Mấy anh gọi là thấy mẹ gái đẹp là cứ lao vào thôi. Qua ra kêu liền anh em ạ. Rồi. Tốt ngu vờ lờ rồi. Cái thằng Nagrod này. Mày đánh mày không đánh. Mày gánh mày không gánh. Mày cứ đứng mày chửi em thôi. Đấy. Đừng lại gọi em là cô. Em buồn. Cười gì hả anh em ơi. Đấy ạ. Gọi là cô luôn ạ. Mẹ kêu đu. Yudu đã già rồi gọi bài với Len là cô ạ. Tao cười kìa ạ. Vãi cả đá Yudu luôn. Gắt đấy anh em ạ. Gặp ngay mấy thanh niên gọi là khắm khú này thì đỡ thế nào được. Đây rồi. Mình lại thấy hàng rồi anh em ơi. Mẹ chúng nó cười ỉa rồi. Mẹ Yudu gọi mình là cô luôn ạ. Ây à, ui, đông, xách đi lên mà chạy em ơi. Về zip, nghe mà nổi óc cục quá. Căng đời xưa. Tuy phải thủ nhưng anh như gì đây, không thích bà già. Gắt đấy, anh gắt đấy. Đây rồi, hàng về anh em ơi. Em đi đâu về? Ngon liền. Ok. Rồi, bá rồi, 6-1 bá rồi anh em ơi. Đã bảo em không có già mà. Trời ơi, em mới có 25 tuổi thôi mà mấy anh 2k cứ chê em già thế bự cười vậy.
gọi là cô luôn, sợ ạ. Ngu hết cả người anh em ơi. Ok ok ok, tiếp tục những màn thăm bùa của Joe Game luôn. Rồi. Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà còn phải Joe Game. Em già vừa cờ cờ rồi em ạ. Ôi trời ơi, cái thằng này chán thế không biết được. Chim già chê hoài vậy cha. Ấy ấy ăn ăn à. Ủa tưởng mẹ đâu ăn kia tà thần nữa thì quánh bỏ mẹ luôn. Gì đấy? Bà hìa thì bày đặt dụ trai tư à, bày đái ạ. Bà già, bà già bày đặt dụ trai tư ạ, gắt đi. Căng thật sự luôn anh em ạ. Bà già bày cái đái bà già luôn ạ. Ê hu, em tự tử luôn. Mẹ làm lên tự tử luôn em ơi. Trời ơi. Ê chết luôn mẹ. Lên tự tử luôn này, lao vào trụ tự tử luôn này. Băng trụ luôn này. Tự tử luôn à, trời. Đấy là tự tử luôn rồi đấy. Anh sướng chưa? Ngu người anh em ạ. Nói chê mình già mình phải tự tử thôi. Sống trên đời này làm cái gì nữa. Một gọi là xinh đẹp như thế này. Ôi tự tử thật à, vãi đái. Vãi cả kiểu đùa phô phàng thế. Chán thật anh em ơi. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Hu hu. Ngu người. À đây 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 đây. Có hàng có hàng. Và từ 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 thôi anh em ơi. Mình ăn cái bùa đã xong mình lên mình chiến mới tự tin khoe cá tính được. Rồi mình sẽ núp vào đây. Đấy. Có hàng đâu. Ui đây 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 đây. Có hàng bên này cơ. Rồi đâu rồi đâu rồi đâu rồi. Mày mày chạy đi đâu con sâu này. Chết đi mày. Chạy hô. Ê cứu cứu cứu. Kêu. Hay quá Zip ơi. Hay lắm. Đây rồi, bắn tiếp anh em ạ. Mày à, chúng mày định làm gì hả? Chúng mày định làm cái gì hả? Chết đi mày. Rồi, hàng về. Em đi đâu về? Bây giờ ơi, đứng lại em ơi. Mày chạy nhanh đấy thằng Alice nhá. Tí nữa thì lại làm cái qua la kêu nữa cho nó ngọt vị ngay. Ok liền, ok liền. Trời ơi. Ngu người em ơi. Phê quá, bá quá rồi. Bà già đánh ghê quá ta. Ôi giời ơi. Tôi cắn lưỡi. Tôi cắn lưỡi chết tươi luôn đó. Trời ơi. Vậy là còn trẻ đẹp như thế này mà kêu bà già anh em ạ. Thằng này láo thật. Bố ông kêu đù phịch thủ. Ngu hết cả người thôi. Ok rồi, ok rồi. Nghĩ đấy, nhảy đây luôn. Cho các bạn ăn đàn thần cho các bạn khoái. Rồi ok ok ok. Lên tiếp anh em ơi. Đây rồi, có bùa xanh, có bùa xanh, có bùa xanh. Em xin luôn. Em thin luôn. Úi trời ơi. Gì đấy, vào trụ luôn rồi. Ok ok ok. Lấy được cả hai đường rồi. Bây giờ tem bạn win kiểu gì ạ? Win hộ ạ. Thế à ơi, bây giờ lượn ăn thêm vài mạng nữa là ngon ngay anh em ạ. Rồi. Em đi đâu về mà cứ đầy răng. Ui không ăn được. Các bạn cái ghê quá anh em ơi. Ghê quá anh em ơi. Ra đây, ra đây. Xem hàng hết vào đây để vô game ăn mạng nào anh em. Anh em đâu hết rồi. Mẹ anh đẹp dai đâu hết rồi. Đúng rồi, phải như thế nè. Ok liền anh em ơi. Mà lấy nốt cái trụ này cho nó biết tay này. Rồi thì chắc là cái trận đấu nó kết thúc tại đây luôn rồi anh em ơi. Đi đâu hả con sâu này. Chết đi mày. Chết. Chết luôn. Ok thì mình xin kết thúc cái trận đấu tại đây thôi. Anh em thấy hay thì nhớ để lại cho Joe Game xin một like, một đăng ký kênh. Và đừng quên comment những ý tưởng độc dị khắp lọ cho bên dưới nha. Và đăng ký bấm chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo nha anh em ơi. Bye bye.